Vào ngày hôm qua, cảnh sát ở thành phố Austin, thủ phủ bang Texas của Mỹ đã bắn chết một người đàn ông khi người này xả súng vào nhiều trụ sở cơ quan trọng yếu của bang, trong đó có trụ sở cảnh sát và tòa lãnh sự Mexico. Cảnh sát cho biết người đàn ông có tên là Larry McKilliam, 49 tuổi, đã bắn hơn 100 phát đạn vào ít nhất 3 tòa nhà trọng yếu của thành phố. Ngoài ra thì lực lượng điều tra cho biết người đàn ông này còn tìm cách phóng hỏa lãnh sự quán Mexico, song ngọn lửa đã được dập tắt trước khi gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Cảnh sát xác nhận đối tượng tình nghi hiện đã thiệt mạng, song chưa rõ là do trúng đạn cảnh sát hay là tự tử. Theo cảnh sát thành phố thì có khả năng hành động trên xuất phát từ động cơ chống chính phủ và phản đối chính sách nhập cư.